Đây anh em, đây bên em auto 365 nâng cấp trước đi lại về 30 ultra cho trước K250. Và có những cái rồi đi cốt lắp vào vị trí của đi tìm. Tối cho mượn xe tép. Tâm chạy đều theo mặt cắt cốt, mọi người nhìn thấy. Các bác cần tư vấn liên hệ đến bên em hỗ trợ Auto 365 Thái Nguyên, số đường dây nóng 0777 365 365 hoặc 0969 006 007. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.